chào tất cả các bạn, mình là Thảo Anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Với cái nhu cầu đi lại ngày càng nhiều của mọi người thì cái chuyện lái xe ô tô đã giờ không còn là chuyện riêng của các cánh mày râu nữa rồi. Số lượng các chị em lái xe ngày càng nhiều và chính bản thân gia đình nhà mình thì nữ cũng là lái chính. Vậy thì để nâng cao cái tinh thần phụ nữ hiện đại không ngại lái xe, Đường Hai Chiều xin gửi đến các bạn chuyên mục Bóng Hồng Sau Vô Lăng. Mong rằng chuyên mục này sẽ mang lại cho các bạn những góc nhìn và gợi ý để giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trên mọi con đường, kể cả con đường đến trái tim của người ấy. Mọi người thử tưởng tượng nhá, ví dụ ở trong một bãi đỗ xe mà mọi người đợi mãi lâu ơi lâu rồi, cái con Kia Morning đồng kia nó vẫn chưa lùi được vào chuồng, mọi người lại nghĩ là rồi mụ nào lại lái xe rồi. Hoặc là đi trên đường cao tốc có một con xe đóng cực nhanh, lạng lách bấm còi inh ỏi, mọi người lại nghĩ là lại ông nào lái xe ngông cuồng rồi. Thì thật là khó để nói là những cái định kiến như vậy nó không còn tồn tại ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Trên thực tế thì dù là nam hay nữ hay là giới tính thứ ba gì đi chăng nữa thì chúng ta đều có những cái thói quen sử dụng xe cộ mà có thể gây nguy hiểm đến chính bản thân mình và những người xung quanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những thói quen đi xe mà có thể gây nguy hiểm của phụ nữ nhé. Việc đầu tiên mình nghĩ là chắc là ai cũng biết rồi, đó chính là việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trong một báo cáo gần đây của Global Web Index năm 2017 thì phụ nữ chính là đối tượng có tỷ lệ sử dụng điện thoại khi đang lái xe cao nhất, với tỷ lệ là 49% và trong đó là 31% là sử dụng mạng xã hội. Thì cái này thì mình là nữ thì mình cũng hiểu thôi, mình nghĩ là sẽ là do hai lý do chính. Cái lý do đầu tiên đó chính là phụ nữ chúng ta thì thường phải lo rất là nhiều việc cùng một lúc, công việc này, nhà cửa, cơm nước, rồi đến tầm tuổi của mình hoặc là hơn rồi mọi người phải lo đi đón con, không biết là ai đón nó chưa, hay là ôi rồi cha cơm chưa, rất là nhiều thứ, cho nên là cái khả năng tập trung lái xe của mình đã kém hơn đàn ông rồi. Nhưng mà cũng chính vì thế cho nên là chúng ta luôn luôn phải check điện thoại xem là tình hình xung quanh mọi người như thế nào. Cái lý do thứ hai đó chính là check in. Mình biết rất nhiều bạn nữ hay có thói quen là cứ lên xe, đi xe là selfie, check in, chụp mây, chụp trời, chụp cửa kính, chụp người đi đường, nói chung là thấy cái gì thích là chụp. Cái việc này thì nó không xấu, nhưng mà nếu các bạn tranh thủ lúc mà xe đang đỗ thì không sao, nhưng mà nếu mà đang đi trên đường á mà thấy rồi mây xa cư lạ quá thì đừng có chụp nhá, đừng có rút điện thoại ra chụp, rất là nguy hiểm đấy. Này dùng cái gì nữa, đèn xanh rồi kìa, bỏ xuống đi đi nhanh lên. Yên tâm, chị master rồi. Nope. Cái việc thứ hai đó chính là chọn giày dép không phù hợp. Thì những loại nào là những loại không phù hợp? Giày cao gót là đương nhiên rồi này, giày đế xuồng, dép đi trong nhà hoặc là tông, và giày vô hình. Mình thì mình biết là nhất dáng nhì ra rồi, đi dự sự kiện mình cũng phải ăn mặc cho nó chỉn chu, đi giày cao gót cho nó tôn dáng, rồi cho nó hợp với outfit đúng không? Nhưng mà thật ra là đi giày cao gót rất là nguy hiểm khi lái xe, vì nó sẽ tạo cho các bạn cái cảm giác đạp chân ga chân phanh nó không thật. Có nhiều người thì nghĩ rằng đi giày cao gót rồi lên trên xe tháo giày cao gót ra lái xe bằng chân trần vẫn ok mà đúng, vẫn ngon. Ừ, đồng ý là chân trần thì nó sẽ thật hơn, nhưng mà đang nói chuyện lái xe nha các bạn. Nhưng lái xe bằng chân trần các bạn sẽ phải dùng lực nhiều hơn, rất là dễ gây ra chuột rút và chấn thương mắt cá chân. Hơn nữa là nếu mà lái xe lâu thì các bạn còn sẽ bị toát mồ hôi chân nữa, thì lúc đó thì nó rất là dễ trơn trượt khỏi bàn đạp. Vậy loại giày nào là loại giày phù hợp để lái xe? Giày đế bệt hoặc là giày thể thao. Các bạn có thể để sẵn trong xe một đôi giày đế bệt hoặc thể thao để khi mà mình đi giày cao gót hay là gì đó, mình lên xe mình vẫn có thể thay, vẫn đảm bảo an toàn, xuống xe mình lại thay giày cao gót, vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Cái điều thứ ba đó chính là phụ nữ Việt Nam rất hay mặc nguyên bộ giáp chống nắng của ninja Nhật Bản lên xe ô tô. Mặc dù thì mọi người hay nói là đi ô tô thì nắng mưa không chạm đến đầu đâu, nhưng để thêm phần chắc chắn thì các chị em thường chuẩn bị thêm là kính râm, rồi thì mũ, rồi khẩu trang, rồi bộ chống nắng cao lên tận đây này, và thậm chí là găng tay để tránh khỏi tia UV và bảo vệ làn da của mình. Cái việc này thì nó hoàn toàn không xấu, nhưng chỉ khi mọi người chọn được những trang phục phù hợp, gọn gàng, nhẹ nhàng, không quá cồng kềnh ảnh hưởng đến khả năng lái xe của mọi người, kể cả kính râm hay là mũ hay là khẩu trang, thì chúng ta cũng phải chọn những cái loại nào mà nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển. Hoặc là nếu mà không thì các bạn hoàn toàn có thể đi dán thêm phim chống cách nhiệt cho ô tô mà. Easy. Meanwhile. Và thói quen thứ tư đó chính là vừa đi xe vừa make up trang điểm.
có rất là nhiều chị em phụ nữ sáng sớm khi đi làm vội hoặc là di chuyển từ một địa điểm này sang một cuộc hẹn khác mà chưa kịp check lại make up thì họ sẽ tận dụng cái thời gian ở trên xe để dặm lại má hồng này, đánh môi son rồi check mascara. Điều này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Nó sẽ làm giảm khả năng quan sát phía sau của các bạn, và hơn nữa là nó sẽ làm giảm khả năng tập trung của các bạn. Trung bình thì cứ mỗi 1,5 giây là chúng ta sẽ phải có cái cảnh giác để ý và phản xạ kịp thời với tất cả những cái gì diễn ra xung quanh khi mà mình đang lái xe. Vậy thì các bạn chỉ cần lơ đãng một chút thôi là mình sẽ không thể phản xạ kịp thời với những cái rình rập đến từ nhiều phía xung quanh được. Nếu các bạn thực sự cần trang điểm thì mình khuyên các bạn là nên tạt vào bên lề đường làm, hoặc là làm trang điểm lại trước khi nổ máy lên đường đi, thì nó sẽ đỡ cập giật hơn và nó sẽ chỉnh chu hơn. Vì thực ra mình thấy là trang điểm ở trên xe khó vãi, đưa cọ cho mình chắc mình kẻ mắt mèo thành mắt cú mất. Và thói quen cuối cùng, cái này thì mình nghĩ là không phải phụ nữ đâu mà đàn ông cũng có, đó chính là ăn uống khi trên xe. Cái việc ăn uống ở trên xe, đặc biệt là ăn những cái đồ uống nóng như là trà hay là cà phê, hoặc là ăn những đồ ăn có dầu mỡ, là cực kỳ rất là nguy hiểm. Các bạn thử tưởng tượng nhá, với cái đường giao thông ở Việt Nam mà cái tầm tăm tầm mà mình đang đứng tắc đường như thế, uống một cốc cà phê hay một cốc trà nóng, nhỡ chẳng may đổ một chút ra, rồi thực sự là lúc ấy chân tay loạng choạng, rất là nguy hiểm đến bản thân mình hoặc là những người xung quanh đang ở đấy lúc đó. Còn về những cái đồ ăn dầu mỡ thì khi các bạn ăn, mỡ ở trên thức ăn nó sẽ bám vào tay, nó sẽ làm cho cái thao tác vần vô lăng của mình trở nên khó khăn hơn, dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Rồi, trên đây là những cái chia sẻ của mình về một số thói quen của phụ nữ khi đi xe mà mình nghĩ là có thể gây ra nguy hiểm. Mình mong là sau những cái chia sẻ này thì các bạn có thể để ý hơn, ý thức hơn về những cái thói quen đi xe của mình và lái xe một cách an toàn hơn nhé. Và đừng quên like, share và subscribe Đường 2 Chiều để cùng chúng mình cập nhật những video mới nhất nhé. Rồi bây giờ thì bye bye.